bé trai đột ngột quấy khóc rồi phải thở máy, bất ngờ với thủ phạm sau đây. Theo gia đình, bé trai đột ngột quấy khóc sau đó khó thở tím tái, người liệm đi và gọi không biết gì. Bé trai 32 tháng tuổi, có địa chỉ tại Cẩm Khê, Phú Thọ, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng khó thở từng cơn, tím tái rút lỏng nhiều, reo rít nhiều bên phải, không đáp ứng với thuốc giãn phế quản. Gia đình bệnh nhi cho biết, trước đó trẻ đi học về đến tối đột ngột quấy khóc, sau đó khó thở và tím tái, người liệm đi, gọi thì không biết. Trẻ liền được gia đình đưa đến trạm y tế gần nhà. Tại đây, khi được các nhân viên y tế kích thích đau, trẻ đã bật khóc, da hồng lại nhưng vẫn khó thở. Sau đó, bệnh nhi được đưa đến trung tâm y tế huyện và được đặt ống nội khí quản thở máy. Sau 12 tiếng, thì bé cũng đã ổn định dần, được rút ống nội khí quản. Tuy nhiên, sau khi trẻ được rút ống, vẫn xuất hiện khó thở, tím từng cơn, nên các bác sĩ đã cho chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Phú Thọ. Khai thác từ gia đình, trẻ không có tiền sử bệnh lý. Sau khi loại trừ các trường hợp có thể xảy ra, các bác sĩ khoa hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện lập tức nghĩ tới việc trẻ bị dị vật đường thở. Ngay lập tức, bệnh nhi được chỉ định chụp CT lồng ngực. Hình ảnh chụp cho thấy là trẻ bị tắc phế quản bên phải, do đó trẻ được đặt ống nội khí quản lại và tiến hành nội soi phế quản ngay tại giường. Qua đó, các bác sĩ đã gấp ra được dị vật có kích thước nhỏ, được nhận định là thịt tôm. Hiện tại, thông khí đã ổn, trẻ được rút máy thở và có thể tự thở. Theo thạc sĩ bác sĩ Cao Việt Hưng, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, hốc dị vật là một tai nạn thường gặp phải ở trẻ nhỏ, nếu không phát hiện và xử trí kịp thời, rất có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt là đối với trẻ dưới 3 tuổi thì khả năng trao đổi thông tin mô tả của trẻ với người lớn còn khó khăn. Nếu trong tầm quan sát của người lớn khi thấy trẻ bị hốc, sặc thì có thể xử trí kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp trẻ đi ra ngoài chơi hoặc là ở ngoài tầm nhìn của cha mẹ người lớn. Do đó, bố mẹ dù không biết là trẻ có ăn hay không, nhưng nếu thấy có các dấu hiệu bất thường xảy ra đột ngột như là cơn khó thở, tím tái không xác định được nguyên nhân, mà trước đây trẻ không có tiền sử bệnh lý liên quan đến các cơn khó thở đó, thì gia đình nên nghĩ tới việc là trẻ có thể hốc dị vật. Khi đó, cần sơ cứu trẻ như vỗ lưng, ấn ngực để dị vật có thể rơi ra ngoài. Bác sĩ Hưng cũng khuyến cáo là trẻ bị hốc dị vật có thể bị suy hô hấp rất nhanh, trẻ rơi vào tình trạng thiếu oxy, lơ mơ và có thể bị hôn mê ngay sau đó. Cha mẹ có trẻ nhỏ cũng nên trang bị cho mình những kỹ năng xử trí khi trẻ bị hốc dị vật, vì nếu không xử trí ngay lập tức và thời gian di chuyển đến cơ sở y tế quá xa, trên 5 phút, thì cơ hội cứu sống rất thấp. Hoặc nếu không, trẻ có thể bị tổn thương rất lớn đến não bộ, khiến trẻ sẽ phải chịu những di chứng đáng tiếc về sau. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.